Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây trên trang cá nhân của mình thì nghệ sĩ Hài Chí Tài đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người sau khi hoàn thành xong chuỗi ngày cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trở về từ Mỹ và Nhật Bản vào tối ngày 21 tháng 3 vừa qua, nam danh Hài Chí Tài đã thực hiện chỉ thị cách ly của chính phủ đối với những người trở về từ vùng dịch. Mặc dù vô cùng im hơi lặng tiếng trong suốt khoảng thời gian cách ly, thì đến ngày hôm nay, sau khi kết thúc 11 ngày cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nam danh Hài đã đăng tải những bức ảnh hiếm hoi chụp chung cùng đội ngũ y tế. Đồng thời thì ông cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã chăm sóc mình. Cụ thể thì nam danh Hài viết: "Vậy là đã 11 ngày từ lúc Chí Tài từ trại cách ly về đến nhà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Chí Tài và cảm ơn các y bác sĩ, các nhân viên phục vụ và toàn bộ những người tham gia tuyến đầu phục vụ công tác phòng chống COVID-19 đã hy sinh hết mình vì mỗi người dân, cùng nhau đẩy lùi COVID-19. Một lần nữa, Chí Tài chân thành cảm ơn đến tất cả." Theo đó thì sau khi trở về nhà, nam danh Hài Chí Tài mới có cơ hội và thời gian để viết những dòng tri ân này. Ông dành những lời cảm ơn chân thành đến với những người đã luôn luôn chiếu cố nam danh Hài trong khu cách ly, từ đội ngũ y tế đến nhân viên phục vụ, cũng như toàn thể những người đã không quản ngại khó khăn tham gia vào tuyến đầu phòng dịch. Những lời chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài thì đã rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Khác xa với Võ Hoàng Yến, tuy cách ly cùng thời điểm, nhưng đến tận những ngày cuối cùng khán giả mới biết trong khu cách ly tập trung còn có sự xuất hiện của một người nổi tiếng khác, đó là nam danh Hài Chí Tài. Vốn là một người kín tiếng, lại không thích sử dụng mạng xã hội, nên dường như những ngày trải qua trong khu cách ly của nam danh Hài kỳ cựu đều trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.